Chúng ta cùng bắt đầu nào. Trước tiên, chân chúng ta sẽ mở rộng bằng vai, ngón chân hướng thẳng, hai tay xuôi theo thân. Hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, thở ra chùng gối, đẩy mông, đẩy tay mạnh ra sau. Thở mạnh thật bằng mũi. Chúng ta thở như vậy 10 lần. Hít vào, thở ra, 2, hít, 3, hít, 4, hít, 5, hít, 6, hít, 7, hít, 8, hít, 9, hít, 10, hít. Chúng ta nâng tay lên và hạ tay xuống, thở ra, điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu, điều hòa. Hít vào thật sâu, ta hòa, thở ra. Sau đó chúng ta tiếp tục với động tác tiếp theo. Với động tác này chúng ta sẽ mở rộng ra hai đôi hàm, ngón chân mở rộng ra phía trước, hai tay chống ngang hông, khuỷu tay để vuông góc với vai, hướng thẳng. Chúng ta bắt đầu hít vào, đẩy ngực lên, thở ra, hóp chặt bụng lại, đẩy hông ra phía sau, kéo dài lưng, cúi đầu xuống, thở hết. Hít vào, nâng cơ thể lên, đẩy ngực, kéo vai ra sau, từ từ thở ra, đẩy mông ra sau, hóp chặt bụng, thở hết, cúi xuống và thẳng hai chân. 3, hít vào, nâng cơ thể lên, đẩy căng hông phía trước, lách vai, ngửa đầu, thở ra, vươn dài người, úp cơ thể xuống, thả lỏng đầu. 4, hít vào, nâng cơ thể lên, đẩy căng hông, ép vai. Sau đó hít vào, đưa cơ thể về trung tâm, thở ra, thả lỏng hai tay và vai. Chúng ta điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào và thở ra. Sau đó chúng ta mở mắt ra, tiếp tục với tư thế tam giác lạnh. Bạn sẽ mở rộng hai chân hai bên bằng ba lần vai, ngón chân hướng thẳng, quay mũi chân phải qua phía bên phải, chân trái quay nhẹ vào trong, thông quay thẳng về phía trước, lưng giữ thẳng. Hít vào, dang hai tay sang ngang bằng vai, bạn hướng tay bằng vai của mình, vặn người sang bên phải, hạ vai xuống, tay trái đặt cạnh chân phải. Hít vào, nâng cơ thể lên, đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Lần hai, thở ra, vặn sang bên phải, nâng cánh tay phải cao lên. 3, hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, từ từ vặn người xuống, cánh tay nhớ đứng thẳng, mắt nhìn lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta đổi chân, quay mũi phải vào trong. Hít vào, dang hai tay sang ngang vai, thở ra, vặn mình sang bên trái, bàn tay phải. Hít vào, nâng hai tay và cơ thể lên, thở ra, tiếp tục vặn sang bên trái, nhìn lên, vòng cuối. Hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, từ vặn sang bên trái, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng tay và cơ thể lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Sau đó nhẹ nhàng khép hai chân trở lại. Tiếp theo, tư thế vũ công mà tạo vóc dáng mềm mại và thanh mảnh cho chúng ta. Khi chúng ta tập đều động tác này thì dáng của chúng ta rất là thanh thoát và nhẹ nhàng. Chúng ta bắt đầu với tư thế vũ công.
Trước tiên, chân phải làm trụ, chân trái gập lại, tay trái nắm vào cổ chân trái. Hít vào kéo chân trái ra sau, chân phải, tay phải đưa về trước. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, từ từ hạ tay, hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên. Chân trái giữ, chân phải gập lại, nắm lấy cổ chân. Hít vào, kéo căng chân phải lên. Nâng tay trái, mắt nhìn thẳng, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, nhẹ nhàng hạ tay, hạ chân xuống. Chúng ta điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Và tiếp tục tư thế cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay. Bạn đứng xuống dưới thảm, hít vào, vươn hai tay lên. Hít vào, thở ra, gập mình xuống, sau đó đi bộ hai tay về phía trước tạo thành tư thế chuỗi về ngực. Sau đó mở gốc chân rộng bằng vai. Hít vào thật sâu, đá chân phải lên thật cao. Thở ra, co gối, trán chéo sát lại nhau. Hai, đá chân lên. Thở ra, gối trán sát lại nhau. 3, giữ chân lên. Thở ra, gối trán sát lại nhau. 4, hít vào, giơ chân lên. 5, đá chân lên. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, co gối trán sát lại nhau. 3, 2, 1. Sau đó hạ chân về vị trí ban đầu. Chúng ta đổi bên. Hít vào, đá chân trái lên. Thở ra, gối trán sát lại nhau. 2, hít vào, giơ chân trái lên. Thở ra, kho gối trán sát lại nhau. 3, hít vào, giơ chân lên. Thở ra, gối trán sát lại nhau. 4, giơ chân lên. Thở ra, gối trán sát lại nhau. 5, giữ chân lên. 3, 2, 1. Thở ra, co gối trán sát lại nhau. 4, 3, 2, 1. Sau đó hạ chân về vị trí ban đầu. Ta hạ gối thư giãn tư thế em bé. Trán chạm xuống. Hít vào. Thở ra. Hít vào thật sâu. Hít vào, nhấc đầu, cong lưng, cuộn từng đốt sóng lên, đầu lên sau cùng, và điều hòa hơi thở. Hít vào, thở ra. Bài tập của chúng ta hôm nay kết thúc rồi, và những tập đều